Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và đây là trái bơm Và mình vừa random ra được một trái bơm Cho nên là tâm trạng mình lúc này nó không tốt Rất là chán luôn Như vậy thì làm gì để hết chán bây giờ Đó là mình sẽ mua trái rồng Mà hiện tại thì trái rồng không có bán uh, bằng Belly Cho nên là mình sẽ mua trái rồng bằng Robert và sử dụng luôn ha Đây là trái rồng Nó có giá bán là 1049 Robert So với trái Mochi thì Để coi trái Mochi thì bán bao nhiêu Đó à. Trái mochi thì bây giờ mình cũng không coi được giá à, Hình như trái mochi là 999 Và trái này thì nó mắc hơn 50 Robert Được rồi, bây giờ mình sẽ mua trái rồng Như vậy là mình đã chính thức sở hữu trái rồng rồi Mà có game này nó làm con cái mình giật mình Giống như trái mochi hôm qua đó Thì à, à, mua trong trái quỷ thì nó sẽ đi vào trong túi Và mình sẽ lấy nó ra Đây nằm phần ai tìm hết hồn luôn các bạn. Tưởng đâu là không có đúng không? Game này nó cứ làm mình giật mình hoài à. Được rồi thì uh, bây giờ trái rồng nó đã nằm trong rương của mình rồi. Và việc của mình là chỉ cần lấy ra mà thôi. Uh, trái rồng thì là một trái medical cho nên là điểm mastery của nó cũng yêu cầu khá là cao. Ủa mà sao lại không bằng trái mochi ta? Trái mochi yêu cầu 800 này có 600 thôi. Và hiện tại thì mình chỉ có một chiêu duy nhất này thôi. Là chiêu gầm à, Nhưng mà chưa gầm này các bạn thấy là cái tầm nó khá là rộng luôn và đam nó cũng rất là to đấy Bây giờ thì mình sẽ đi cài trái rồng này lên đèo ủ Mastery sau đó mình sẽ review nó cho các bạn xem nha và cuối cùng mình cũng đã luyện trái rồng lên được 1.000 battery rồi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem về chiêu thức của trái rồng. À, lúc nãy thì mình có test sơ chiêu Z đúng không? Nhưng mà khi mình luyện lên 1.000 battery là đam nó sẽ khác. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình luyện lên 1.000 battery mình mới review. Như vậy thì nó mới dễ so sánh hơn ha. Rồi, đầu tiên thì mình phải lấy Yoru ra làm thước đo. Mặc dù là cái điểm cái điểm của Mastery á, cái điểm start này của kiếm á với lại trái quỷ ấy, nó đã khác nhau rồi. Thì lúc nãy các bạn cũng thấy là chiêu ít nó gây ra được một M3 dam, nhưng mà nó có sẽ có một cái sự dao động khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ sử dụng dam nó sẽ to hơn. Cho nên là nó lệch lắm. Nhiều khi nó chí mạng thì dam nó sẽ to hơn nha các bạn, nên cũng khó mà so sánh. Rồi, đầu tiên là chiêu Z cho nên là kể cả chiêu Z đôi khi nó chí mạng thì lượng đam nó cũng to lắm Có thể là lên tới 600 mấy 700k ừ, Còn bây giờ nó chỉ gây ra được 500 mấy k thôi Và tiếp theo là chiêu X Chiêu X này là chiêu phong đau nè Nếu mà các bạn coi One bi thì cũng biết à, nhưng mà con cái là phong ba đau này á nó chỉ đánh theo có một đường duy nhất thôi chứ nó không đánh theo diện rộng mình cứ tưởng nó là trái rồng này thì toàn bộ chiêu nó phải là diện rộng thì nó mới hay ha còn đàn này thì nó chỉ cái chiêu này nó lại đánh đơn mục tiêu không phải là đợi mục tiêu á nếu mà có con quái nào đứng kế bên nữa thì nó cũng đánh được diện rộng nhưng mà game này thì quái đứng lẻ thôi trừ khi bb rồi tiếp theo là chiêu c chiêu này là bolo rip và nó sẽ bắn theo một đường thẳng thì à, nếu mà trong bb thì mình đánh giá chiêu này cao hơn mặc dù là lượng đam nó thấp hơn các bạn biết tại sao không bởi vì à, chiêu này nó có thể cấu rỉa được còn chiêu ít này trừ khi bạn vào trong combo á thì đối phương đứng yên một chỗ bạn combo rồi đam mới to thôi chứ à, bắn bình thường thì chẳng ai đứng lại cho bạn bắn đâu và tiếp theo là chiêu V Đây là một chiêu mà thuộc dạng là tham quái diện rộng Nó có một thời gian gồng khá, gầm khá là lâu và trong đó thì uh, nếu mà quái đứng trong cái khu vực này á, thì nó sẽ bị gây đam kể cả người chơi luôn nha thì lúc nãy mình không đứng sát con boss nên là bạn cũng không thấy được cái lượng đam tối ưu của nó bây giờ mình sẽ đứng gần hơn để mình sử dụng cho các bạn xem nè và đây bây giờ các bạn sẽ xem lượng đam thì nó sẽ cao hơn nãy ha chứ là nó còn phụ thuộc vào cái lượng mà đá nó rất trúng nha đó đá nó rất trúng nhiều thì nó có thể gây đam nhiều hơn bây giờ tám trăm mấy cam tám trăm mấy ca đam thì xem đến đây các bạn nó ôi ôi trái rồng sao mà đam nó cùi vậy Nhưng mà không, bây giờ mình sẽ biến lên dạng rồng Bởi vì trái rồng nó còn một hệ nữa mà đúng không các bạn Và sau khi biến lên rồng thì chiêu thức mình nó sẽ đổi màu Mà đổi màu đồng nghĩa việc tăng đam Đó, à, nhưng mà chỉ có chiêu Z đổi màu nha các bạn Đây là chiêu Z Chiêu Z thì lúc nãy thì bạn nhớ gây 500 mấy ca đam Thì bây giờ sau khi đổi màu nó đã gây được một mờ đam Đó, rồi tiếp theo là chiêu X, chiêu mà phong đau đúng không thì bây giờ là dạng mà lốc sấy À, được rồi cái à, bây giờ nó sẽ gây ra khoảng hai mươi rưỡi đến hai mươi tám đam đó tùy lúc nha có lúc mình sử dụng hai m rưỡi có lúc thì mình sử dụng tới hai mươi tám thì nó nằm trong cái khoảng đó bởi vì chưa đánh ra nhiều thức thì nó sẽ có khả năng chí mạng nhưng mà đến với chiêu c thì sao rồi thấy không chiêu c không sử dụng được tại vì sao các bạn tại vì nó chiêu c thì đưa lên thành chiêu v thành ra chiêu c thì nó bả biến mất khi mình biến lên dạng rồng và bây giờ thì khi mình sử dụng chiêu v Lúc nãy các bạn thấy lượng đam nó là sao không? Thì cái lượng đam chiêu C lúc nãy nó chỉ 900 mấy ca Bây giờ nó lên tới 211 Và chiêu này vẫn có thể bắn được xa được nha Tại hồi nãy mình đứng gần con quái Và cuối cùng là chiêu B Chiêu B á, thì nó khi mà sử dụng á, thì nó sẽ là chiêu V lúc cũ lúc nãy Nhưng mà bây giờ nó sẽ với một cái lượng đam to hơn Và cũng với cái diện rộng hơn Bây giờ các bạn cũng có thể thấy là lượng đam nó gây ra đến bao nhiêu đây 3 13 đam nhưng mà có lúc thì mình sử dụng đến 30 rưỡi đến 4m đó nó hên xui nha, đó thì các bạn thấy là lượng đam bây giờ nó cũng tăng lên rồi Và với những cái chiêu mà diện rộng như thế này, chẳng hạn như chiêu Z và chiêu B khi mình biến lên dạng rồng Các bạn cũng có thể thấy là khi mình farm á, thì rất là nhiều con quái Nó ở trong khu vực xung quanh đây nè, nó sẽ bị ảnh hưởng và bị mất máu Mà mất máu như vậy, khi bạn farm xong một con quái này, bạn quay vào những con quái phía sau Thì nó đã được làm mềm sẵn rồi, bạn farm sẽ nhanh hơn Và trái này đam nó cũng rất là to, tuy nhiên mình phải cần phải so sánh với mochi bởi vì mochi mình nghi là có thể là đam nó to hơn hôm qua các bạn nhớ đam mochi là một mờ tuy nhiên á, là lúc đó thì điểm trái quỷ khác bây giờ điểm nó khác cho nên là cũng cần phải so sánh lại nhưng mà trước khi mà so sánh với trái mochi thì mình sẽ cho các bạn xem kỹ lại nè cái trái này á về con rồng của, của, trong con rồng này nó rất là giống trong quanh bi luôn và các bạn có thể nhìn thấy đây là một cây đô chi tiết nè nó vết sẹo và cái tay bên đây là vẫy rồng Nó rất là chi tiết luôn biểu tượng băng hải tặc Kaido nè, cái áo tròn của Kaido và đây mới đúng là một con rồng. Còn trong lóc rút thì nó là một con rồng mũ. Nó cũng là một con rồng nhưng mà là một con rồng mũ ha các bạn. Ừ, con rồng này nó quá đẹp quá chi tiết luôn. Nhưng mà có một cái là mình chơi con rồng này các bạn biết lên sao. Không? Con rồng này không biết bay. Thì ban đầu nếu như mà mình bay thế này các bạn nghĩ là ôi con rồng biết bay rồi, con rồng này nó biết bay. Nhưng mà thực ra thì nó không biết bay nha các bạn, mình chỉ đang nhảy rồi mình lướt đi thôi đến khi mà mình hết cái lượt nhảy thì mình sẽ rớt xuống nước và mình bị mất máu đó cho nên là con rồng này không thể bay được nhưng mà có một cách mà bạn có thể bay với con rồng này đó là bạn lên trên núi bạn sẽ trèo lên trên núi và sau đó bạn bay đi bạn lướt đi hoặc là bạn lên đảo trời rồi xong đó bạn lướt đây các bạn xem là bây giờ con rồng này chính thức có thể bay được nè nó là các bạn coi clip mà thấy người ta bay được con rồng mà mình bay không được á cái là người ta đang ở trên mấy cái chỗ này người ta nhảy đi nha rồi người ta lướt đi nha các bạn chứ con rồng này nó không biết bay Tại vì nó chỉ biết nhảy thôi Đây <laughs> Đây là một con rồng mà chỉ biết nhảy thôi nha các bạn Chứ nó không biết bay Đó đó là một điểm mà khá là bựa của nó Và thêm là một cái là khi mà mình ở dạng rồng đúng không Mình đổi qua những loại vũ khí khác thì mình sẽ mất dạng rồng Ngay lập tức mất luôn Chứ không phải là nó không cho đổi Mà này là nó mất luôn cái dạng rồng nha Và mình thấy là thêm một cái điểm dở nữa các bạn Thay vì như trái gô mưa thì mình biến lên thành cái dạng Gear 2 á Thì mình sẽ có thêm một chiêu thức nữa Đó là cái chiêu mà mình Cái chiêu biến hình nó cộng thêm một chiêu thức Còn với trái rồng này thì nó mất đi một chiêu Nó không phải là mất đi một chiêu mà Chiêu C thì nó sẽ đổi thành V Và V thì nó đưa thành B Nó chỉ có là như vậy thôi Và bây giờ mình đã đem trái Mu Chi qua đây rồi Để mình so sánh đa một tí ha à, Đầu tiên là chiêu Z chiêu vết trái Mochi thì đam thế nào đam thì nó cũng gần như là ngang với chiêu Z của trái rồng lúc nãy và chiêu ít thì sao chiêu ít thì uh, thua trái rồng ha và chiêu c thì không có lăn không có sử dụng được mà mình sẽ lấy chiêu v chiêu v thì so với chiêu c nãy đi thì chắc không biết là có tương xứng không không rồi uh, chiêu này đấm nó gây tới hai mười sáu đam uh, mà không cần phải biến hình không này kia hết mình sử dụng thì nó tiện hơn cuối cùng là chiêu b của trái Mochi. nó gây ba m4 đam thì lúc này các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng nếu mà đánh đơn mục tiêu thì trái Mochi chi nó hơn trái rồng là chắc rồi nhưng mà đánh đa mục tiêu đánh diện rộng thì trái Mochi chi không thể so sánh được trái rồng cho nên là hai trái thì nó thuộc hai trường phái khác nhau cũng khó mà so sánh được ha và như vậy thì mình đã review trái rồng xong cho các bạn xem rồi đúng không? Một trái quỷ mà có chiều diện rộng, nó khá là rộng, nó rất là rộng, rộng như cái hàng động và đam thì cũng rất là to. Mình cũng so sánh sơ sơ với trái chi rồi, tuy nhiên thì đây không phải là một video để so sánh chi tiết ha. Nên là cái phần đó thì có rảnh thì mình sẽ so sánh sau. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Bye bye mọi người nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Bác Tô và kênh Bé Tô CC nữa nha.